Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Trên miền núi khắp nơi đang vật vang, cho biết rằng đây là ai. Đang một chút thiên đường mai thì just cũng phải like. Bật con beat rock cả trên đời ngồi đi vần đi nào. Cảm ơn các em rất nhiều. Double, 2T và Just a T. Yeah. Xin được shout out cho tất cả các anh em producer. Mọi người đã lên trên này để cùng hòa vang lên bài hát này. Cá nhân Just a T thì xin được cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một tiết mục phải nói rằng là đại diện tri ân khán giả và tiết mục đại diện cho tất cả các anh em bên Team Producer. Xin được giới thiệu 4 producer đã đồng hành với lại 4 team trong suốt quá trình mùa 3 năm nay, đã mang đến những con beat không thể chất hơn và mỗi đội là mỗi một màu sắc. Đầu tiên đến từ team của anh Thái Việt G, xin giới thiệu producer Thu Phiêu. Đến từ team của Andre, xin giới thiệu producer Walk Up. Đến từ team của B-Ray, xin giới thiệu producer Masu. Và đến từ team của Big Daddy, xin giới thiệu producer Dương K. Và anh chàng đẹp trai DJ Wuko. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục vừa rồi của Double 2T và producer Justati. Thật sự ra không bao giờ hoài nghi về khả năng của Justati. Bất cứ bài nào em đã nhúng tay vô thì nó phải là một bài hit. Em đúng nghĩa là một cái người hit maker. Anh chưa bao giờ thấy cái bài nào em làm mà dở luôn á. Và Double 2T không biết bằng một cái cách nào đó mà có một cái connection rất là gần với lại Justati. Như quý vị có để ý không ạ? Hai anh này đều mang một cái màu sắc gì đó rất là bắc bộ và cũng có cái gì đó rất là dân gian đương đại thì phải. Đúng không? Anh Thành vừa nói một cái mà em cũng rất là muốn nói. Vì thú thật với mọi người là ít ra là mình còn cứu bạn ấy lúc bạn ấy chưa có gì cả. Giả sử như là bạn ấy đã có một cái gì rồi hoặc là thì sẽ rất là khó để em có thể đặt vào cái trọng tâm của em khi mà em dùng nón vàng. Hiểu ti, có nghĩa là mình sẽ trao cơ hội cho một cái người mới và người ta hoàn toàn có triển vọng với những điều mà người ta sắp sửa làm. Tuy nhiên, nó có một cái duyên gì đấy mà em cũng chưa giải thích được. Trước hết thì phải cảm ơn B-Ray đã dẫn dắt bạn rất tốt để cho Big cứu về và cũng có sự dẫn dắt để cho bạn ý viết rất là nhiều những lời biết ơn dành cho những người đã dẫn dắt mình. Khi mà em cứu bạn về và ngồi cùng làm nhạc với bạn thì càng ngày em lại càng phát hiện ra một cái gì đấy. Từ nãy giờ không phát hiện ra một cái gì đó siêu năng lực. Nó sẽ là cái rất là khó nói khi mà... Trời ơi, tại sao hai người đàn ông lại phát hiện ra một cái khó nói? Em nói dùm anh con Su, nó là cái gì mà nghe không dám nghe vậy trời. Em càng nói người ta càng thấy rõ ràng về những gì em sắp thích. Không, cái này em cảm thấy nó kỳ lạ lắm anh ạ. Đó, thế chứ quý vị... Em còn bất ngờ. Các anh chị có thể... khiến tôi hiểu khác đi được không? Nhưng mà cái này nó thú vị thật. Em đảm bảo luôn là kể cả những người ở đây, những người mà đã từng dẫn dắt bạn hay là ấy, thì cái bí mật này cũng chưa ai biết cả. Trời ơi, em nói luôn đi, cái bí mật là cái gì mà nghe thấy ghê quá vậy em? Không, mà thật sự quý vị thấy là rõ ràng là Ti với lại Double 2T rất là có cái năng lượng giống nhau. Anh nói thật, em là thí sinh là may mắn nhất cuộc thi năm nay. Là bởi vì em được đi tới ba thầy lần. Em vừa gặp được B-Ray, em vừa gặp được Big, em vừa gặp Justati. Em quá lời trong năm nay rồi. Quán quân hay không quán quân gì em cũng đang lời chúc mừng Double 2T. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn ba người thầy của em ạ. Em cũng chia sẻ là em cảm thấy là may mắn nhất trong dàn thí sinh trong chương trình. Bởi vì em có một lúc ba người thầy đều chỉ cho em những điều rất là quý báu. Và em trưởng thành như bây giờ là nhờ công của ba người thầy đã dẫn dắt và dạy bảo em ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Kêu gọi bình chọn liền em, thừa thắng xong lên. Yeah, mọi người ơi, mình là Double 2T, người miền núi chất. Mọi người hãy bình chọn cho mình số báo danh 04 nha. Một lần nữa rất là cảm ơn sự cống hiến của Justati cho chương trình năm nay cùng với các producer đã mang đến những con beat rất là chất lượng cho cuộc thi năm nay. Thưa quý vị, Two Bill, Walk Up, Masu và Dương K cùng với DJ Wukong. Và thưa quý vị, bên cánh trái của chúng tôi này cũng không quên nhắc những gương mặt tuyệt vời. Thưa quý vị, giám khảo Su Boy, giám khảo Cao Rick, huấn luyện viên Andre, Big Daddy, anh Thái Việt G và B-Ray. Thưa quý vị, và đây cũng là tiết mục cuối cùng của chương trình năm nay. Chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển sang phần truyền hình trực tiếp để mang đến kết quả mà quý vị và các bạn đã bình chọn cho tất cả 9 thí sinh. Và quý vị hãy chờ trong giây lát để chúng ta đến với phần truyền hình trực tiếp công bố và trao giải cho quán quân của Rap Việt mùa 3 quý vị nha. Xin nhắc lại là các vị huấn luyện viên và giám khảo mỗi người được bình chọn một phiếu. Nếu bình chọn cho thí sinh của đội mình thì chỉ được tính một, nhưng bình chọn cho thí sinh của đội khác sẽ được tính là 2 điểm. Tất cả các bình chọn của giám khảo và huấn luyện viên cộng lại sẽ quy đổi được 40%, còn lại 60% là những bình chọn của quý vị khán giả dành cho các thí sinh. Và xin nhắc lại, cách bình chọn rất đơn giản. Quý vị hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể bình chọn cho họ. Một tin nhắn cho tài khoản thường, một ngày 5 tin nhắn cho tài khoản VIP.
quý vị có thể bình chọn thoải mái cho những thí sinh mà quý vị và các bạn yêu mến và muốn họ trở thành quán quân. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Rap Việt mùa 3. Và quý vị cũng đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ đến với phần truyền hình trực tiếp ngay bây giờ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ngay sau tiết mục này. Cơ hội sở hữu vé Rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion.